xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình nha. Mong các bạn ủng hộ, xin cảm ơn. Bữa nay mình đi tới Ba Hòn, mình quay những cái con tàu bị sóng gió nha các bạn. Này có hai chiếc bo cao tốc nó đi ngoài biển nha các bạn. Này một chiếc vỏ lãi đi dùng vịnh ở bọc ngay cái vịnh ở ngay cái núi này nha các bạn. Ngay chỗ này là sóng nhất á. Có một chiếc tàu cá ra biển nha các bạn. Có một chiếc ghe chở cá nha các bạn. Ta nuôi mấy cái lồng bè ở ngoài biển á, thì chở cá đem vô Ba Hòn. Đi đâu cũng phải ngang cái vùng vịnh này nha các bạn. Vùng vịnh này là sóng gió nhiều nhất luôn, là mạnh nhất luôn. Có một chiếc vỏ đang chạy vô nữa nha các bạn.
Có một chiếc tàu sắt đang vượt ra biển nha các bạn. Này một chiếc tàu cá nữa nha các bạn.